Tôi nhận được cái yêu cầu của rất nhiều các bạn sinh viên là thầy ơi, bây giờ em học xong môn này môn kia rồi đúng không ạ? Và đây là cái bài đề bài tiểu luận của em, thì em bắt đầu làm như thế nào? Thì tôi cũng xin nói luôn rằng là thường thì những cái bài tiểu luận mà có giới hạn số từ 5.000 đến 8.000 hoặc là dưới 15 trang ấy, thì thông thường đó là những bài tiểu luận dành cho những môn đại cương. Và những môn đại cương thì thường dành cho các bạn sinh viên năm nhất và năm hai, chúng ta vừa từ phổ thông lên đúng không ạ? Có khi chúng ta chưa quen với cái cách làm bài tiểu luận, thì cũng thật sự là rất là khó khăn với các bạn. Thì tôi thì không có thời gian có thể chia sẻ từng bạn một, cho nên tôi làm cái video này để có thể chia sẻ với các bạn. Những bạn nào thấy nó hữu ích thì có thể sử dụng cho các việc làm bài tiểu luận của mình. Thế thì đầu tiên tôi cũng xin nói luôn là gì ạ? Cái bài tiểu luận của các bạn nó xoay quanh thường năm cái vấn đề như thế này. Có nghĩa là sau khi học xong một môn đúng không? Thì các bạn có thể là trình bày hoặc phân tích một cái nội dung nào đó trong cái bài mình học, và sau đó các bạn liên hệ thực tế hay liên hệ bản thân hay là giải quyết liên hệ tại Việt Nam hay là thế giới hay là vân vân nào đó đúng không ạ? Thì thông thường nó là như vậy. Thế thì chúng ta bắt đầu từ đâu? Thế thì trước khi bắt đầu thì tôi cũng lưu ý các bạn một điều rằng là gì? Các bạn phải bám sát hoàn toàn vào yêu cầu của giảng viên, bởi vì theo quan điểm của cá nhân tôi ấy, mỗi một trường, mỗi một giảng viên thì lại có cái yêu cầu khác nhau đối với môn của mình các bạn ạ. Bởi vì họ có quyền đưa ra cái điều đó. Thế cho nên là các bạn đừng lấy cái tiêu chuẩn của thầy này để áp cho thầy kia, mà chúng ta chỉ là tham khảo và bám thật chặt với cái giảng viên mà đã dạy mình môn đó, được chưa? Lát tôi sẽ minh chứng cho các bạn, được chưa? Ok nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào làm này. Thế thì đối với bố cục của một bài tiểu luận có giới hạn số trang như vậy thì chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến cái câu chuyện chúng ta sẽ làm phần mở đầu. Phần mở đầu có lý do chọn đề tài vân 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 đó. Thường thì làm xong cái phần đó đã chiếm mất của chúng ta khoảng 10 trang rồi, 5 7.000 từ rồi, đúng không? Không ai làm cái phần đấy đó cả. Và chúng ta đi trực tiếp vào giải quyết vấn đề luôn. Thì trực tiếp như thế nào? Thế thì thông thường những cái bài tiểu luận như vậy nó sẽ có bố cục. Theo quan điểm của cá nhân tôi nó thường có hai loại bố cục. Thứ nhất là bố cục làm thành phần và bố cục làm thành chương. Đúng chưa ạ? Thế trong cái khuôn khổ của bài ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bố cục của bài gì ạ? Làm thành phần như thế nào. Thế thì thứ nhất là gì ạ? Đây là hai cái môn học mà chúng tôi vừa mới học ở trong chương trình đại học của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Thì hiện nay tôi đang là giảng viên rồi, nhưng tôi học thêm một cái bằng đại học nữa, cũng tiếp tục của trường Đại học Quốc gia Hà Nội luôn. Thì tôi thấy rằng gì ạ? Đây là một trong những cái bài tiểu luận mà chúng tôi vừa mới làm xong, và tôi đạt điểm cũng rất là cao, trong đó có những cái bài đạt điểm cao nhất lớp luôn. Thì tôi cũng qua đó thì tôi cũng lấy chính cái bài của mình đặt trong tâm thế các bạn để tôi giới thiệu cho các bạn cho nó dễ cho sát, được chưa? Thế thì ở đây bố cục theo phần là như thế nào? Thế thì thường thì tôi sẽ chia làm 3 phần các bạn ạ. Phần đầu tiên tôi đặt là dựa của phần mở đầu, phần đặt vấn đề, phần dẫn luận hay phần mở bài vân vân. Thế thì cái phần này là cái phần mà chúng ta dẫn dắt người đọc đúng không ạ? Đến cái chủ đề mà mình phải làm trong bài. Thì dẫn dắt bằng cách nào? Chúng ta đưa ra những cái lập luận, đưa ra những cái số liệu minh chứng, đưa ra những cái thực tế như thế nào đó để thấy cần thiết cái việc mà chúng ta phải gì ạ? Phải giải quyết trong bài của mình. Được chưa? Thì lát nữa tôi cho các bạn xem. Thứ hai là sau khi chúng ta đã dẫn dắt được người đọc đến cái phần nghiên cứu của mình thì đó chính là cái phần nội dung. Đúng không ạ? Trong phần nội dung này thì các bạn có thể làm rõ một số khái niệm liên quan đề tài, làm rõ ra, đúng không? Rồi các bạn phân tích những cái yếu tố, những cái nhánh mà đề bài đưa ra, đề bài yêu cầu các bạn. Xong sau đó các bạn sử dụng nhiều cái hình ảnh minh họa, nhiều các số liệu này có thể các bạn làm khảo sát hoặc các bạn lấy từ các cái ấn phẩm khoa học để các bạn minh chứng cho cái lập luận của mình, minh chứng cho cái lý thuyết mà gì ạ, mà giáo viên các bạn yêu cầu bạn phân tích hoặc là yêu cầu bạn gì ạ, chứng minh, đúng không ạ? Xong sau đó các bạn có thể đưa ra cái quan điểm tiếp là quan điểm của mình gì ạ, quan điểm cá nhân của bản thân mình về cái chủ đề đó. Mặc dù có thể giảng viên không yêu cầu nhưng chúng ta vẫn có thể đưa ra quan điểm cá nhân của mình về cái vấn đề mà mình đang đang trình bày, hoặc là mình có thể đưa ra một số các giải pháp để làm tốt cái thực trạng lên dựa trên cái lý thuyết như vậy, đúng không ạ? Xong cuối cùng là gì ạ, cái phần thứ ba là phần kết luận, đúng không? Kết lại cái vấn đề của mình và cái gì ạ, các bạn phải có cái phần tiếp theo sau đó. Thế thì đây là cái phần lý thuyết. Thế còn bây giờ ứng vào thực tế một cái bài như thế nào? Ok, thì đây tôi sẽ lấy cho các bạn chính cái bài này, là cái bài mà chúng tôi mới làm xong. Không phải mới lắm đâu, nhưng mà cũng gì ạ? Cũng vừa kết thúc môn học này. Thế các bạn thấy rằng là gì ạ? Đây là một cái yêu cầu là phân tích các cái vai trò của các yếu tố vân 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 vân, đúng không ạ? Đến cái sự hình thành phát triển nhân cách. Thế thì rõ ràng là gì ạ? Tôi cũng áp dụng theo cái bố cục theo phần của tôi. Thứ nhất là đặt vấn đề, cũng là gì ạ? Tôi cũng trình bày đây, đặt vấn đề là như thế này. Đây ạ, đặt vấn đề. Cái nội dung đặt vấn đề như thế này. Các bạn có thể rõ ràng này gì ạ? Các bạn có thể lấy những cái lập luận, các bạn có thể lấy những cái số liệu, đúng không ạ? Để minh chứng cho cái việc là gì ạ? À, dẫn dắt đến cái vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu, hoặc là cấp thiết để chúng ta cần phải nghiên cứu các cái nội dung này. Được chưa? Thế sau khi đặt vấn đề xong rồi thì đi vào phần nội dung mà chúng ta giải quyết một số cái khái niệm có liên quan. Thế thì đối với cái đề tài như thế này thì khái niệm nào có liên quan? Đây,
khái niệm nhân cách là gì đúng không? Quá trình hình thành phát triển nhân cách như thế nào? Giáo dục được hiểu như nào? Giao tiếp được hiểu ra sao? Hoạt động tập thể là như nào? Thế sau khi được hiểu các cái yếu tố, hiểu các khái niệm rồi đúng không? Thì chúng ta đi vào yêu cầu chính của bài là gì ạ? Các cái vai trò của cái yếu tố này. Thế thì chúng ta đây ạ, vai trò của yếu tố giáo dục để phát triển nhân cách đúng không? Thế thì trong yếu tố này, ngoài cái việc mà chúng ta trình bày lập luận, lý luận ở trong cái diện trong sách chúng ta được học đúng không? Thì chúng ta cần phải lấy thật nhiều những cái minh chứng, những cái lý luận, tôi xin lỗi, những cái kết quả thực tiễn của việc nghiên cứu khoa học để minh chứng cho cái điều mà chúng ta lập luận là đúng. Được chưa? Chứ không phải chúng ta chỉ mỗi trình bày cái lý luận suông suông thôi, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có những cái kết quả. Kết quả đó có thể tự bạn nghiên cứu, hoặc kết quả đó là cái gì ạ? Là những cái kết quả mà được công bố trên các cái tạp chí hoặc là các cái ấn phẩm khoa học để lập luận. Được chưa? Tiếp theo là gì ạ? Các cái nội dung tiếp theo cũng như vậy, ba cái yếu tố này. Nhưng có một cái điều các bạn lưu ý là gì ạ? Tôi trình bày thêm một cái nội dung 2.3 là quan điểm cá nhân và các yếu tố. Bởi vì người ta trình bày là gì ạ? Phân tích các vai trò. Vậy là gì? Mặc dù người ta không yêu cầu chúng ta hỏi chúng ta là gì? Vậy theo em vai trò nào là quan trọng nhất? Nhưng sau khi chúng ta đã trình bày xong thì tôi vẫn đưa ra một cái nội dung là gì ạ? À, quan điểm của cá nhân tôi xem vai trò nào là quan trọng nhất? Vai trò giáo dục hay vai trò giao tiếp, vai trò hoạt động? Dựa trên cái kiến thức của bản thân, dựa trên những gì mình đã nghiên cứu được thì tôi lập luận rằng là có một cái yếu tố quan trọng nhất đến cái gì ạ? Việc hình thành nhân cách. Đó. Thế thì ở bài của các bạn cũng có thể đưa ra quan điểm như thế này, hoặc là ở bài của bạn bạn đưa ra một cái nội dung là gì ạ? Một số kiến nghị giúp gì ạ? Nâng cao cái thực trạng nào đó đối với cái đề tài của bạn. Thì rõ ràng bạn có thể thêm một nội dung 2.3 là gì? Một số giải pháp, hoặc là như quan điểm của tôi là tôi đưa ra quan điểm gì ạ? Cá nhân. Đó. Ví dụ như vậy. Thế thì tiếp tục là gì ạ? Phần 3 là bàn phần kết luận và phần danh mục tài liệu tham khảo vân vân. Thế thì đối với một cái đề tài tôi vừa nhận được xong lúc đầu giờ chiều ngày hôm nay của một bạn sinh viên, đấy ạ. Đây là đề của bạn ấy, tôi đã bôi đậm. Thế thì bạn ấy hoàn toàn có thể trình bày theo cái bố cục này, đúng không? Và ở đây người ta nói rằng các cái giải pháp về phòng chống và phát hiện tham nhũng ở Việt Nam. Thế thì cuối cùng cái phần 2.3 này bạn hoàn toàn đưa ra quan điểm của bạn là gì ạ? Vậy theo quan điểm của bạn giải pháp nào là hiệu quả nhất? Và làm thế nào để giải pháp đó hiệu quả hơn? Thì đấy là cái phần số 3, mặc dù người ta không yêu cầu bạn. Và một cái lưu ý nữa là gì ạ? Người ta yêu cầu bạn phải là gì ạ? Phải lấy các cái ví dụ về các vụ việc. Thì bạn đừng bao giờ để một cái nội dung riêng là gì ạ? Về các cái vụ việc đứng riêng ra, mà bạn phải gì ạ? Bạn phải lồng ghép vào các cái giải pháp để cho nó gì ạ? Để minh chứng cho các vụ việc chính là thực tiễn, minh chứng cho các cái giải pháp. Được chưa? Thì đấy là cái lưu ý tôi dành cho các bạn. Và một cái nội dung nữa cũng cực kỳ quan trọng, đó là gì ạ? Các bạn phải căn chỉnh theo đúng yêu cầu của giảng viên. Đây, đây các bạn thấy không? Đối với môn này, môn khởi nghiệp thì của tôi lại người ta yêu cầu như thế này. Nhưng đối với môn của cô giáo về môn đây ạ, về môn tâm lý học đại cương thì cô giáo lại yêu cầu như thế này. Mặc dù là gì ạ? Cùng trường, đấy, dạy cho cùng một khoa. Vậy rõ ràng các bạn phải gì ạ? Phải bám sát nhé. Rồi, nếu các bạn thấy video này của tôi hữu ích thì các bạn hãy thả tim và share cho tất cả các bạn của mình cùng biết để cùng làm bài tốt hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.